Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với Dream Sculpture. Mình là Cẩm Anh đây. Như mọi người đã biết, Mình Thủy là tất cả những gì thuộc về nước và Mình Thủy có màu sắc tương sinh là màu đen hoặc xanh biển. Hãy cùng Cẩm Anh tìm hiểu những loài cây nào phù hợp với người Mình Thủy nhé. Đầu tiên là cây lan chi. Lan chi được xem là biểu tượng của sự may mắn, thăng tiến trong công việc. Ngoài ra, cây lan chi còn có khả năng cân bằng và thanh lọc các khí có hại trong môi trường như CO, xylen, benzen. Để phù hợp, bạn nên chọn chậu cây màu đen, xanh da trời, trắng, ánh kim thì sẽ tốt hơn cho gia chủ. Cây thủy tùng, thanh tao lại kiên cường. Cây có sức sống rất bền bỉ nên nó được coi là biểu trưng của ý chí mạnh mẽ, kiên cường, vượt lên những nghịch cảnh trong cuộc sống. Với vẻ bề ngoài thanh tao, mang lại nhiều vận may, tài lộc cho người sở hữu, rất thích hợp cho những người Mệnh Thủy đang làm ăn và kinh doanh. Cây phát tài thủy sinh, phát tài phát lộc. Đúng như tên gọi, cây phát tài không chỉ đem lại thịnh vượng cho người Mệnh Thủy, mà cây còn được xem là biểu tượng của sự mãnh liệt và đứng đắn bởi dáng đứng thẳng hiên ngang và sức sống mạnh mẽ ở mọi môi trường. Tiếp theo là cây châu ba cẩm thạch. Cây mang ý nghĩa cho sự thuận lợi, tư tưởng hành thông, làm việc gì cũng dễ dàng. Lá của cây luôn xanh là biểu tượng của sự phát triển thịnh vượng, tài lộc sinh sôi, thuận lợi về đường con cái, sự nghiệp. Với tông màu trắng xanh xen kẽ, cây châu ba cẩm thạch là loài cây nội thất sinh ra cho người Mệnh Thủy. Tiếp đến là cây trốc bạc. Với hình dáng vô cùng độc đáo cùng màu sắc trắng bạc đặc trưng, cây trốc bạc vô cùng phù hợp cho người Mệnh Thủy. Người Mệnh Thủy trồng cây này sẽ mang lại may mắn vượng khí vô cùng thịnh vượng cho gia chủ. Mệnh Thủy có màu sắc tương sinh là màu xanh biển hoặc màu đen. Tuy nhiên, trong danh sách cây phong thủy lại không có màu sắc như vậy, nên bạn hãy chọn các chậu cây có màu sắc như đen, xanh biển, trắng hoặc ánh kim để tốt hơn cho gia chủ nhé. Kim sinh thủy, vì vậy người Mệnh Thủy nếu quan tâm đến sức khỏe của mình thì hãy trồng các loài cây có màu sắc trắng như ngọc ngân hoặc lan ý. Theo ngũ hành tương khắc thì thổ khắc thủy, vì vậy các bạn nên tránh trồng các loài cây có màu sắc như vàng hoặc vàng đất thuộc hành thổ nhé. Vậy là chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu các loài cây hợp với Mệnh Thủy. Chúc người Mệnh Thủy phát tài phát lộc, vạn sự như ý. Hãy like, share, comment và nhấn chuông đăng ký để đón xem hàng nghìn loài cây và các chăm sóc mới nhất từ Dream Sculpture nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại.